Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba với những bước tiến và tổn thất của mỗi bên Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga muốn một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Ukraine thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời Giao tranh khốc liệt, Nga đã triển khai một chiến lược môi nhử mới Nhằm đánh lạc hướng và vô hiệu hóa UAV của Ukraine Chiến thuật này giúp Nga tạo ra các mục tiêu giả Khiến UAV Ukraine tấn công nhầm, giảm thiểu thiệt hại cho lực lượng của mình Trước tình thế khó khăn, Hà Lan đã quyết định cung cấp cho Ukraine các UAV trinh sát Delta Quad với tổng trị giá 42,6 triệu euro. Gói viện trợ này nhằm hỗ trợ Ukraine nâng cao khả năng thu thập thông tin tình báo và theo dõi chiến trường trong cuộc xung đột. Rời xa xung đột tại Đông Âu, liên quan đến vụ ông Trump bị ám sát hụt, Ủy ban Mỹ kêu gọi sở mật vụ tăng cường bảo vệ ông Trump. Trong khi đó tại Trung Đông, Tel đang gây áp lực cho Hamas khi thi thể thủ lĩnh Sinoa đang được cất giữ tại một địa điểm bí mật ở Israel. Tuy nhiên, Hamas vẫn có thể trỗi dậy, sẵn sàng dội gáo nước lạnh vào hy vọng của Israel. Chị xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. RT đưa tin, hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev chỉ có thể được thống nhất nếu Ukraine thực hiện một số bước đi không thể đảo ngược mà Nga có thể chấp nhận được. Ông nói thêm, nếu không, việc ngừng bắn sẽ được Kiev sử dụng để tự vũ trang và sẵn sàng tiếp tục xung đột. Tổng thống Nga Putin đưa ra nhận xét này trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Astana, Kazakhstan hồi tháng 7. Ông Putin nói, đơn giản là chúng tôi không thể tuyên bố ngừng bắn nếu đối phương không thực hiện một số bước tích cực Chúng tôi không thể cho phép đối thủ lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị thế, tự vũ trang, bổ sung quân đội thông qua việc huy động cưỡng bức và chuẩn bị tiếp tục xung đột. Mới đây nhất, Tổng thống Nga Putin phát biểu trong một cuộc gặp với các lãnh đạo các hãng truyền thông quốc gia thành viên BRICS. Nếu chúng ta đang nói về một loại tiến trình hòa bình nào đó, thì đây không phải là những tiến trình liên quan đến lệnh ngừng bắn trong một tuần, hai tuần hay một năm để các nước NATO có thể tái vũ trang và tích trữ đạn dược mới cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin cho biết, Moscow đang tìm cách đạt được các điều kiện cho hòa bình lâu dài, bền vững nhằm mang lại an ninh bình đẳng cho tất cả những người tham gia vào tiến trình khó khăn này. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là đảm bảo lợi ích an ninh lâu dài của mình. Ông nói, Nga hiểu và tôn trọng mong muốn, quyết tâm của những người bạn tại BRICS và những nơi khác nhằm giúp cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết càng nhanh càng tốt bằng các biện pháp hòa bình. Ở diễn biến liên quan, tờ báo Đức Berliner Zeitung viết, những người đứng đầu các quốc gia phương Tây không hài lòng với sự gia tăng xung đột của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tránh mặt người đồng cấp. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm song phương với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank Walter Steinmeier tại Berlin. Theo Nhà Trắng, họ đã thảo luận kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, tình hình trên chiến trường và triển vọng xung đột trong tương lai. Berliner J. Tung còn trích dẫn các nguồn tin bình luận rằng ông Biden đã tìm cách tránh mặt người đồng cấp Ukraine trong các chuyến thăm châu Âu. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy chuyến thăm căn cứ Ramstein của Mỹ tại Đức với lý do cơn bão Milton. Tổng thống Ukraine ông Zelensky ban đầu cũng được cho là sẽ đến thăm Ramstein, nhưng cuối cùng không có gì xảy ra. Theo các báo cáo, đó là chuyến đi để dọn đường cho kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky tại Ukraine. Nhận định về vấn đề trên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh PBD Postcard rằng Tổng thống Ukraine không làm tròn nhiệm vụ ngăn chặn các hành động thù địch trước khi bùng phát thành xung đột với Nga. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nói Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn giúp ông ấy, chỉ là tôi thấy rất tệ cho những người ở đó. Ông ấy đáng lẽ không nên để cuộc chiến nổ ra và cáo buộc ông chủ Nhà Trắng đã kích động cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo tờ Telegraph đưa tin vừa qua, các đoạn video trên mạng cho thấy những người mẫu mặc quân phục đang được xếp hàng cạnh trong lốc xe tại một khu rừng. Nhiều chuyên gia cho rằng các màn được canh sẽ được nga bố trí một cách chiến lược để thu hút và đánh lạc hướng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV của ukraine. Mục tiêu là làm tiêu hao hỏa lực của kiev và giúp các mục tiêu quân sự thực sự của nga khỏi bị tấn công. Chuyên gia Kies Gilles, Gilles tại tổ chức tư vấn Chatham House nhận định những binh sĩ giả này hiện phù hợp với xu hướng xung đột đang trở nên cá nhân hóa nhiều hơn, hay nói cách khác, đạn dược đang săn lùng các mục tiêu riêng lẻ. Cũng theo ông binh sĩ Nga thường nằm yên, giả tử vong khi nhìn thấy UAV FPV trên cao. Do đó lính giả có thể là cách hiệu quả để gieo rắc sự nghi ngờ trong tâm trí những người điều UAV của Ukraine về việc liệu họ có đang tấn công đúng mục tiêu hay không. Hiện chưa rõ liệu các màn canh trong những đoạn video bị do dị trên mạng đã được quân đội Nga sử dụng hay chưa. Song các lực lượng Moscow đã sử dụng nhiều loại vũ khí mồi nhử kể cả từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Một trong những mồi nhử thành công nhất từng được Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine phải kể tới loại UAV làm bằng xốp. Theo đó, hồi cuối tháng 7 năm nay, một loại máy bay không người lái mang tên Gbera của Nga đã được Ukraine phát hiện. Chúng được chế tạo từ vật liệu rất rẻ tiền như xốp nhựa, được lắp camera và sim điện thoại của nhà mạng Ukraine có nhiệm vụ xác định vị trí các trận địa phòng không để quân đội Nga xây dựng bản đồ mạng lưới phòng thủ đối phương. Không có nhiều thông tin về tính năng kỹ chiến thuật của Gerbera, nhưng sự hiện diện trên vùng trời Kiev cho thấy nó đạt tầm bay ít nhất là hàng trăm km. Ông Andriy Cherniak, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine nhận định rằng mỗi chiếc có giá khoảng 10.000 đô la Mỹ, chỉ bằng 1 phần 3 dòng Gerard 2 và rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không được dùng để bắn hạ chúng. Mặc dù xung đột Nga-Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm của các công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng vũ khí mồi nhử vẫn là một công cụ chiến lược quan trọng. Trong khi đó, các FPV có thể tiếp cận con mồi ở khoảng cách cực kỳ gần, nhằm cung cấp cho người điều khiển góc nhìn rõ nhất về mục tiêu. Trong bản báo cáo mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã giành quyền kiểm soát làng Maxim Maximilianivka, cách thành phố chính Kurakhov ở vùng Donetsk, Đô phía đông Ukraine, chưa tới 10 km. Thành phố Kurakhov là một trong những trọng tâm trong quá trình tiến quân đầu đạn của Nga qua khu vực này. Moscow đang nỗ lực tiếp cận trung tâm hậu cần Pokrov, cách đó khoảng 50 km về phía bắc. Trong khi đó, Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã có những bước tiến gần đây về phía đông nam Pokrov, trong khi lực lượng Ukraine đã tiến về phía đông thành phố. Tại khu vực phía đông nam Pokrov, lực lượng Nga đã kiểm soát được vùng lãnh thổ ở phía đông Lysivka, phía tây Novorodipka, bao gồm một cơ sở xử lý nước, đồng thời tiến dọc theo phía tây nam Selidov. Washington Post dẫn nhận định của chuyên gia quân sự Pasi Paronen, người làm việc tại Burt Group, một tổ chức phân tích tình báo nguồn mờ có trụ sở tại Helsinki, cho biết lực lượng Nga ở Donetsk đang tiến công với tốc độ chưa từng thấy kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Theo ông Paronen, những bước tiến lớn nhất của quân đội Nga diễn ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, trùng với thời điểm Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới quốc của Nga. Chiến dịch quốc đã tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Kiev, tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Trong một diễn biến khác liên quan, tờ Daily Express đưa tin, quân đội Anh mới đây đã đưa ra dự báo ảm đạm về cuộc xung đột ở Ukraine và tin rằng Kiev sắp thua trong cuộc giao tranh với Moscow. Theo một nguồn tin quân sự được Daily Express trích dẫn, các đánh giá riêng của các tướng lĩnh Anh cho biết tình hình đang rất khó khăn đối với Ukraine. Nguồn tin tiết lộ, tôi đã trao đổi với một sĩ quan cấp cao của quân đội Anh. Ông ấy nói với tôi rằng Ukraine đang bên bờ vực thua cuộc trong cuộc xung đột với Nga. Tình hình rất nghiêm trọng. Tổng thống Ukraine gần đây liên tục yêu cầu được phép sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh tài trợ để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây là một phần không thể thiếu trong đề xuất của Tổng thống Zelensky. Cuối tháng 9, Kiev thừa nhận gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Ukraine và các đồng minh phương Tây không nên cố gắng chiến đấu để giành chiến thắng trước một cường quốc hạt nhân. Ông Lavrov cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một công cụ để cố gắng đánh bại Nga về mặt chiến lược. Nhóm phân tích Deep State về xung đột Đông Âu vừa qua đã công bố video cho thấy thiết giáp BTR-82 Nga di chuyển thẳng đến vị trí hai xe tăng T-64 Ukraine trên cánh đồng ở tỉnh Kursk. Chưa rõ lý do vì sao kiếp điều khiển thiết giáp Nga lại hành động như vậy, dường như họ nghĩ rằng hai chiếc xe tăng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, quân đội Ukraine bỏ lại trên chiến trường. Đây là điều không hiếm thấy trong xung đột Đông Âu, khi một số xe tăng bị hư hỏng hoặc thậm chí chỉ hết nhiên liệu đã bị cả phía Nga và Ukraine bỏ lại. Khi chỉ còn cách chục mét, xe tăng Ukraine liền khai hỏa thẳng vào chiếc BTR-82A của Nga. Chiếc xe thiết giáp Nga bốc khói và khựng lại, một số binh sĩ đã thoát ra ngoài. Một người chạy trước ngay mũi xe tăng Ukraine hướng đến vạt rừng gần đó, hai người khác nấp sau thiết giáp đang bốc cháy. Cả hai cũng bỏ chạy sau khi nghe thấy chiếc xe tăng T-64 thứ hai khai hỏa bồi thêm. Hậu quả của hai phát đạn ở cự ly gần khiến thiết sắp Nga bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. BTR-82A được thiết kế dựa trên khung gầm xe BTR-80A, xe có trọng lượng 15 tấn, chiều dài 7,65m, chiều rộng 2,9m và chiều cao 2,8m. Thân xe được trang bị lớp giáp bằng vật liệu kép la tổng hợp, tăng khả năng chống đạn tốt hơn, cũng như bảo vệ kíp điều khiển trước các mảnh văng của đạn pháo, một kíp điều khiển BTR-82A gồm 3 người, ngoài ra có thể chở theo 7 binh sĩ, được trang bị vũ khí đầy đủ. Hồi tháng 6, hai chiếc xe thiết giáp BTR-82 của Nga và M-2 Bradley của Ukraine lao thẳng về phía nhau trên con đường chống trải, gần áp đi vừa đi vừa nhả đạn vào nhau. Khi chiếc xe thiết giáp chở quân bánh lốp BTR-82 của quân đội Nga chở một tiểu đội bộ binh trên nóc cố gắng vượt qua vùng đất chống trải giữa chiến tuyến Nga và chiến tuyến Ukraine, rồi lao tới một khu định cư do Ukraine kiểm soát. Nằm về phía tây hoặc tây nam của Avdiivka, thì một chiếc xe bọc thép chiến đấu bộ binh bánh xích M2 Bradley thuộc lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine lao ra nghênh chiến. Theo hình ảnh từ UAV Ukraine bay phía trên, hai chiếc xe này lao nhanh về phía nhau trên cùng con đường giải nhựa. Chiếc BTR-82 bắn pháo 30mm còn chiếc M2 khai hỏa khẩu 25mm vào dây cuối, chiếc BTR hơi ngoặt sang phải để tránh cú ba trực tiếp vào xe đối phương. Hai chiếc xe sau đó lướt qua nhau ở khoảng cách cực ngắn, mỗi bên vẫn nổ súng liên tục. Chiếc M2 với kíp 3 người có vẻ đã rút đi an toàn sau đó, còn chiếc xe BTR-82 với kíp lái ba người thì bị hư hại và bốc khói. Bộ binh Nga bị thương và tử vong bùng ra từ thân xe. Ukraine đang triển khai các loại xe nặng hơn và tiên tiến hơn, bao gồm xe M2 nặng tới 34 tấn. Được trang bị pháo tự động Bushmaster có tốc độ bắn nhanh với độ chính xác cao. Theo RT, thời gian qua Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây cho phép nước này sử dụng vũ khí tầm xa được cung cấp để tấn công sâu bên trong nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, điều đó sẽ có nghĩa là phương Tây xung đột công khai với Nga và ông đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân chiến thuật của Moscow cho phù hợp. Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã né tránh câu hỏi về tên lửa tầm xa, đồng thời phủ nhận thông tin Mỹ có thể đã yêu cầu Ukraine ngừng tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng UAV. Ông Austin cho biết, chúng tôi đã chứng kiến Ukraine sử dụng UAV tầm xa rất hiệu quả. Họ có thể sản xuất UAV ngay tại Ukraine và nhanh chóng mở rộng quy mô UAV không chỉ có độ chính xác cao mà còn rẻ hơn nhiều so với tên lửa. Một tên lửa có thể tiêu tốn tới 1 triệu đô la Mỹ, trong khi chi phí sản xuất UAV chỉ bằng một phần nhỏ. Ông Austin nhấn mạnh thêm, vì vậy, khi xem xét bảng cân đối kế toán và những tác động đang được tạo ra trên tiền tuyến, tôi nghĩ Ukraine dùng UAV tự sản xuất là một khả năng tuyệt vời. Cách người Ukraine sử dụng năng lực mà họ đang tạo ra sẽ là quyết định của họ. Mới đây, Đức cũng công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Trong số này có tên lửa RIM-7 Sea Sparrow và tên lửa không đối không IM-9L I-1 Sidewinder cho hệ thống Frankenstein của Ukraine. Những tên lửa này đã được tích hợp vào các hệ thống phòng không Buck M-1 đã được sửa đổi của Ukraine trong khuôn khổ chương trình Frankenstein nhằm giải quyết tình trạng thiếu tên lửa. Hệ thống Frankenstein là sự kết hợp của bệ phóng chuẩn Liên Xô với đạn tên lửa chuẩn NATO. Frankenstein được biết đến với biệt danh quái vật và kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống phòng không của Ukraine. Chương trình Frankensau là một sáng kiến hợp tác giữa Ukraine và Mỹ nhằm nâng cao khả năng phòng không của Ukraine trước những mối đe dọa trên không gia tăng, bao gồm cả những mối đe dọa từ lực lượng Nga. Cách tiếp cận sáng tạo này liên quan đến việc tích hợp công nghệ tên lửa của Mỹ với các bệ phóng radar từ thời Liên Xô nhằm phát triển các hệ thống phòng không hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Hồi đầu năm nay, Reuters cho biết Hà Lan tham gia một liên minh quân sự nhằm cung cấp cho Ukraine công nghệ máy bay không người lái UAV tiên tiến và giúp ký ép tăng cường năng lực quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren thời điểm đó chia sẻ, liên minh này sẽ tăng sản lượng, sử dụng công nghệ mới nhất và cung cấp những dòng UAV mà Ukraine cần. Trong đó, Hà Lan đóng góp công nghệ cao nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kỹ thuật và tài chính. Mới đây, trang web của Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine UAV trình sát Delta Quad trị giá 42,6 triệu euro. Thông báo viết, công ty Delta Quad của Hà Lan sẽ cung cấp UAV hiện đại để trinh sát, giám sát và theo dõi Ukraine. Bộ Quốc phòng sẽ mua máy bay không người lái với giá 42,6 triệu euro. Việc đặt hàng được cho là bước đi cụ thể đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch hành động về UAV do Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan. Ruben Brekenmans công bố trong chuyến thăm Ukraine vào đầu tháng 10. Tuyên bố cho biết máy bay không người lái ISR không vũ trang có thể bay rất xa. Chúng được sử dụng để thu thập thông tin thời gian thực từ chiến trường, thu thập thông tin tình báo và giám sát. Bộ Quốc phòng nhắc lại rằng 400 triệu euro đã được phân bổ cho việc thực hiện kế hoạch hành động về UAV, trong đó hơn 50% do ngành công nghiệp Hà Lan cung cấp. Việc mua hàng từ Delta Quad là một phần của kế hoạch này. Bộ trưởng Breckenmans trực tiếp, đơn hàng này từ Delta Quad là một bước quan trọng và cụ thể trong kế hoạch hành động của chúng tôi. Ukraine cần UAV hiện đại có thể được giao nhanh chóng, thật tốt khi ngành công nghiệp Hà Lan có thể đóng góp vào việc này. Vì lý do an ninh, thông tin về số lượng, loại UAV và lịch trình giao hàng không được tiết lộ. Hiện nay, Ukraine được cho là vẫn chủ yếu dựa vào máy bay không người lái UAV để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Kiev tiếp tục kêu gọi phương Tây nới lỏng hạn chế, cho phép quân đội Ukraine dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tập kích mục tiêu quân sự nằm sâu trong đất Nga. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh phương Tây đến nay vẫn chưa đáp ứng đề nghị của Ukraine do lo ngại xung đột xa tăng thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Moscow cảnh báo. Nga sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật, để đáp trả nếu Ukraine dùng vũ khí tầm xa, phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Ria Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây xác nhận đã tiến hành đợt trao đổi tù binh với Ukraine do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE làm trung gian. Trong đó, Nga trao trả 95 tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ để đổi lấy 95 binh sĩ Nga bị Ukraine bắt. Các tù binh Nga hiện đã được đưa từ Ukraine sang Belarus, nơi họ được chăm sóc y tế bước đầu. Họ sau đó sẽ được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế quân đội. Cùng thời điểm, Ukraine xác nhận đã tiến hành đợt trao đổi tù binh thứ 58 với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu, 95 người của chúng tôi đã trở về. Họ từng tham gia chiến đấu ở Mariupol, Ajostan, vùng Donetsk, Luhansk, Luhansk Kharkov, Kiev, Chernihiv và Kherson. Chỉ huy tiểu đoàn Azov của Ukraine, Denis Prokopenko xác nhận trong số những người được thả có 34 thành viên của nhóm. Ông Prokopenko nói, họ chiến đấu ở Mariupol trong 86 ngày và bị Nga giam giữ 2 năm rưỡi qua và cho biết 900 thành viên khác của tiểu đoàn Azov vẫn đang bị Nga giữ. Vừa qua, Nga và Ukraine cũng trao đổi tổng cộng 590 thi thể binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh, một trong các lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn duy trì. Trụ sở điều phối về xử lý tù binh chiến tranh KSHPPV của Ukraine thông báo, nhờ các biện pháp hồi hương, 501 thi thể binh sĩ Ukraine đã được trở về nhà. Phần lớn các thi thể được đưa về từ tỉnh miền đông Donetsk. Mặt trận quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tấn công kể từ khi chiếm được trung tâm công nghiệp Abdeyevka vào hồi tháng 2. Một thi thể được mang về từ nhà xác trên lãnh thổ Nga. Một số cơ quan chính phủ Ukraine, lực lượng vũ trang nước này và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã hỗ trợ cuộc hồi hương. Cơ quan này nói, đại diện các cơ quan hành pháp và chuyên gia pháp y sẽ xác định danh tính những nạn nhân, thi thể của họ sau đó sẽ được trả về gia đình để chôn cất tử tế. Nghị sĩ Sam Sayin Saraliyev, thành viên nhóm chuyên trách của Quốc hội Nga về chiến dịch tại Ukraine cho biết, Moscow đã được bàn giao 89 thi thể binh sĩ. Đây là một trong những đợt trao đổi thi thể binh sĩ lớn nhất kể từ đầu xung đột. Trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ thiệt mạng là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn duy trì giữa Moscow và Kiev kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Theo hãng tin The Reuters và AFP, trả lời báo giới ở Moscow vừa qua, tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển G20 dự kiến diễn ra tại Brazil từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tới. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định đại diện của Nga vẫn sẽ tham gia sự kiện này, đồng thời chia sẻ, tôi có mối quan hệ hữu nghị tuyệt vời với Tổng thống Brazil Lula, nhưng tại sao tôi lại đến đó chỉ để làm gián đoạn công việc bình thường của diễn đàn này? Đáng chú ý, Ukraine đã thúc giục Brazil bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông Putin đến nước này dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới. Gần tương tự với sự việc diễn ra vào năm 2023, khi Tòa hình sự quốc tế ICC tại La Hay, Hà Lan đã ban hành lệnh bắt giữ tổng thống Nga Putin và ủy viên về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova vì xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga, quốc gia không ký kết ICC, phủ nhận các cáo buộc này. Theo đó, ông Putin tuyên bố Nga hoàn toàn có thể ký một thỏa thuận song phương với Brazil để bỏ qua lệnh bắt giữ của ICC nếu cần thiết. Người đứng đầu điện Kremlin khẳng định những quyết định kiểu này rất dễ vượt qua, chỉ cần ký một thỏa thuận liên chính phủ là xong. Thẩm quyền của ICC sẽ bị hạn chế. Hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Mông Cổ, một quốc gia trong ICC và không gặp bất cứ vấn đề gì. Ukraine khi đó cũng đã thúc giục Mông Cổ bắt giữ ông Putin, viện dẫn hiệp ước thành lập ICC, quy chế Rome, từ đó yêu cầu các quốc gia thành viên phải hành động nếu những người bị toán truy nã bước vào lãnh thổ của họ. Theo đài RT của Nga, Mông Cổ đã giải thích lý do nước này không bắt ông Putin. Theo đó, người phát ngôn chính phủ nước này cho biết, Mông Cổ phụ thuộc vào nước láng giềng Nga về năng lượng và duy trì chính sách trung lập. Phát ngôn viên của chính phủ Mông Cổ giải thích, Mông Cổ nhập khẩu 95% sản phẩm dầu mỏ và hơn 20% điện từ láng giềng sát cạnh chúng tôi, tức Nga. Hoạt động mà trước đây đã bị gián đoạn vì các lý do kỹ thuật. Nguồn cung này rất quan trọng nhằm đảm bảo sự sống còn của đất nước chúng tôi và người dân của chúng tôi. Trong thời gian gần đây, nhiều tàu vận tải vẫn cập cảng Ukraine nằm bên bờ biển đen theo đúng hành lang ngũ cốc trước kia cho dù Nga đã rút khỏi thỏa thuận đa phương và đưa ra nhiều cảnh báo sẽ tấn công khi coi đây là những con tàu chở vũ khí. Mới đây, một tàu chở hàng khô mang tên AIA đã bị trúng tên lửa KH-22 phóng từ oanh tạc cơ TU-22M3 khi đang trên đường đi từ cảng Odessa đến Ai Cập, chất đầy 26.000 tấn ngũ cốc. Con tàu nói trên mặc dù trúng tên lửa nhưng rất may không bị hư hại quá nặng do đầu đạn chưa được kích hoạt. Có lẽ nó chỉ gặp phải đám cháy do lượng nhiên liệu tồn dư còn lại. Theo giới phân tích, có lẽ Moscow đã quyết định đưa ra hành động cứng rắn nhất nhằm bị lỗ hồng nói trên, từ đó chặn hoạt động xuất khẩu cũng như nhận hàng hóa từ bên ngoài của Ukraina. Nếu như trước đó lực lượng hàng không vũ trụ Nga chỉ tấn công cơ sở hạ tầng tại các cảng biển của vùng Odessa, thì giờ đây những tàu vào bốc dỡ hàng thường xuyên trở thành mục tiêu. Theo nhà phân tích, Ukraina hiện sử dụng hai tuyến đường chính. Thứ nhất, ngũ cốc và các loại cây nông nghiệp khác được xuất khẩu qua biển Đen. Thứ hai, hàng hóa được gửi đến Croatia qua sông Danube và các nhánh của nó. Bên cạnh đó, nhiều hàng hóa khác cũng được cung cấp cho Ukraine thông qua tuyến đường tương tự. Theo ước tính, Kiev đã kiếm được khoảng 16 tỷ đô la Mỹ từ hành lang ngũ cốc trong năm 2023. Kể từ tháng 8 năm 2023, sau khi lực lượng Ukraine để lối quân Nga ra xa, xa Biển Đen, hành lang xuất khẩu ngũ cốc hoạt động nhộn nhịp trở lại, mang về doanh thu lớn. Ukraine đã chiến đấu chống lại hải quân Nga bằng loạt cuộc tập kích vào tàu chiến và cơ sở hải quân. Dù không có tàu chiến lớn, lực lượng Ukraine đã sử dụng xuống không người lái hoặc tên lửa hành trình để thực hiện nỗ lực này. Trong 4 tháng cuối năm 2023, Ukraine đã phá hủy 1 phần 5 hạm đội biển đen Nga, theo Bộ Quốc phòng Anh. Thời điểm đó, Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái tấn công kho chứa dầu của Nga, vốn dùng để tiếp tế cho lực lượng của Moscow ở Syria như lời cảnh báo về những mối đe dọa lớn hơn. Chiến dịch này đã giúp đẩy lùi phần lớn hạm đội biển đen xa xa và hồi sinh hành lang xuất khẩu ngũ cốc từ cảng Odessa. Các tàu chở ngũ cốc khi đó có thể đi dọc theo bờ biển của Rumani, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả đều là thành viên của NATO, giúp giảm mối đe dọa can thiệp của Nga. Sau khi nhận thấy hành lang an toàn, các chủ tàu bắt đầu điều những con tàu lớn hơn tới Ukraine. Xuất khẩu hiện nay chủ yếu là ngũ cốc và quạng sắt song Nisser hy vọng sẽ sớm mở rộng các mặt hàng. Chính phủ Ukraine khi ấy cũng đã làm việc với các công ty bảo hiểm quốc tế như Lloyd of London của Anh hay Mas MacLennan ở Mỹ để giúp tàu chở ngũ cốc đảm bảo dịch vụ bảo hiểm với giá hợp lý. Nếu không có bảo hiểm, rất ít tàu thương mại dám neo đậu tại các cảng của Ukraine. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Ủy ban điều tra độc lập mới đây công bố đánh giá về cơ quan chuyên bảo vệ yếu nhân của Mỹ, Sở mật vụ Mỹ đã trở nên quan liêu, tự mãn và trì trệ, ngay cả khi các mối đe dọa gia tăng và công nghệ đã phát triển. Ủy ban này gồm hàng loạt cựu quan chức hành pháp được Bộ trưởng An ninh Nội địa Alexander Mayorkas thiết lập nhằm xác định sai sót dẫn đến vụ cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7 ở Butler, bang Pennsylvania. Theo ủy ban, một số sai sót dường như mang tính hệ thống hoặc thuộc về văn hóa làm việc báo cáo liệt kê các yếu tố như đội ngũ lãnh đạo cấp cao thiếu trách nhiệm, kế hoạch an ninh thiếu gắn kết, không phân công nhiệm vụ rõ ràng, không tăng cường an ninh sau khi xuất hiện thông tin có mối đe dọa từ quốc gia bên ngoài đối với cựu tổng thống và quan niệm có thể làm được nhiều hơn dù có ít nguồn lực. Ủy ban đưa ra khuyến nghị như giám sát từ trên không tại sự kiện ngoài trời của ứng viên tổng thống, báo cáo tình hình ngay khi yếu nhân xuất hiện và mỗi trung tâm điều phối phải có đại diện từ sở mật vụ cùng cơ quan hành pháp địa phương. Báo cáo cho biết, nếu không cài tổ, ủy ban tin rằng một tình huống tương tự như ở Butler có thể tái diễn, thêm rằng các khuyến nghị nên được thực hiện trước cuối tháng 3 năm 2025. Hồi tháng 8, kênh CBS News đưa tin rằng Sở Mật Vụ đã cho nhiều đặc vụ nghỉ phép, trong đó có người đứng đầu văn phòng ở thành phố Pittsburgh. Sau bản tin của CBS, Thượng nghị sĩ bang Missouri Josh Hawley, đảng viên đảng Cộng hòa, công bố một bức thư gửi quyền giám đốc Sở Mật Vụ Ronan Rowe với nội dung nói rằng có người đã tố giác sự tác trách của một số quan chức cấp cao trong sở mật vụ Mỹ. Theo lời tố giác, những quan chức trên đã yêu cầu nhóm đặc vụ bảo vệ ông Trump trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, không đòi hỏi thêm nguồn lực. Trong khi đó, ông Ron Roque lại giải trình trước Quốc hội Mỹ rằng sở mật vụ không từ chối cung cấp thêm nguồn lực trong việc bảo đảm an toàn cho cựu tổng thống. Trong bức thư, thượng nghị sĩ Joe Crowley cũng yêu cầu quyền giám đốc sở mật vụ Mỹ giải thích về sự mâu thuẫn trên cũng như cho rằng việc đình chỉ công việc của các mật vụ là chưa đủ. Trước đó bà Kimberly Chito, người đứng đầu Sở Mật vụ Mỹ vào thời điểm xảy ra vụ ám sát, đã thông tin với phóng viên rằng tòa nhà kẻ bắn súng ẩn nấp không nằm trong vành đai an ninh của Sở Mật vụ. Đồng thời, các đặc vụ không được bố trí trên mái nhà vì quá dốc. Sau 7 ngày kể từ vụ việc, bà Kimberly Chito đã phải từ chức. Nhiều bất ngờ dần được hé lộ trong tháng 10 này, khi hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Harris đang tung những chiêu bài cuối cùng nhằm công kích đối thủ, cũng như tăng cường uy tín cho bản thân tại các bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt để có được lá phiếu ủng hộ của cử tri. Tại buổi vận động tranh cử ở Atlanta, bang Georgia, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những lời lẽ công kích bà Harris, chỉ trích chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía nam những năm gần đây. Tại Chicago, ông Trump phát họa rõ ràng những gì ông dự định mang đến phòng bầu dục nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết triển khai chương trình thuế quan mạnh mẽ nhắm vào các quốc gia và doanh nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh, chúng tôi muốn một chiến thắng áp đảo, cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra, hãy khuyến khích mọi người ra ngoài bỏ phiếu, hãy đi bỏ phiếu ngay vào ngày mai. Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, chúng ta đang đứng trước 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bên kia chiến tuyến, ứng viên Đảng Dân Chủ Phó Tổng thống Kamala Harris trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự góp mặt của khoảng 100 cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa. Bà đã đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, bà Kamala Harris hứa hẹn sẽ có một đường lối chính trị độc lập so với Tổng thống Joe Biden đương nhiệm nếu bà thắng cử nhấn mạnh các sáng kiến riêng biệt của bà trong các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và y tế. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ một lần nữa tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chúng ta đang bước vào trận nước rút và đây sẽ là một cuộc đua căng thẳng cho đến tận phút chót. Tôi đang tích cực vận động cử tri để giành được mọi phiếu bầu vì tôi có ý định trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Cuộc đua vào vị trí quyền lực nhất nước Mỹ càng lúc càng gay cấn. Khi cả hai ứng viên tổng thống đều đang nỗ lực nhằm đến các cử tri tiềm năng tại các bang chiến trường. Trong khi ông Trump đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với cử tri nữ, thì bà Harris lại dành sự tập trung cho nhóm cử tri nam giới da màu. Đã có những yếu tố bất ngờ xuất hiện cuộc đua bầu cử Mỹ hứa hẹn đầy kịch tính năm nay. Bang chiến trường Georgia vừa qua ghi nhận số lượng cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Theo dự đoán của chuyên gia, bất cứ ứng viên nào giành chiến thắng ở bang Georgia đều có cơ hội rất lớn để đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua bầu cử năm nay. Tổ chức FiveThirtyEight có uy tín ở Mỹ dự báo, nếu giành được 16 phiếu đại cử tri của Georgia, ông Trump có khoảng 75% cơ hội giành chiến thắng bầu cử Trung cuộc. Ngược lại, nếu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giành chiến thắng tại đây, bà Harris có đến 90% khả năng trở thành tân Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, tỷ phú sau nhất thế giới Elon Musk bắt đầu đợt vận động kéo dài 5 đêm cho cựu tổng thống Trump tại Pennsylvania, bang chiến trường mà ông cho là quan trọng nhất. Ông Musk cho biết, các buổi vận động của ông sẽ mở cửa miễn phí cho những người đã đi bỏ phiếu sớm và ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Tỷ phú này cũng kêu gọi cử tri Pennsylvania đi đăng ký bầu cử trước hạn chót ngày 21 tháng 10. Ông Musk nhấn mạnh, chúng ta đều thấy rằng cuộc bầu cử này được quyết định ở Pennsylvania tranh lệch có thể là 10.000, 1.000 hoặc thậm chí chỉ 10 phiếu bầu, nên bất cứ cử tri nào cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Tôi chưa từng hoạt động chính trị nhưng bây giờ tham gia vì nghĩ cho tương lai nước Mỹ và nền văn minh đang bị đe dọa. Theo RT, mới đây, tờ New York Post đã đăng tải một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Barack Obama tại lễ tang của phu nhân cố Tổng thống Robert F. Kennedy nội dung của đoạn trò chuyện được diễn giải bởi chuyên gia đọc khẩu hình jeremy freeman chủ yếu nói về chiến dịch tranh cử của phó tổng thống kamala harris tổng thống biden nói với ông obama bà ấy không mạnh mẽ như tôi cựu tổng thống đáp tôi biết điều đó đúng nhưng chúng ta vẫn còn thời gian ông biden nói thêm đúng vậy chúng ta sẽ về đích kịp thời theo chuyên gia freeman không khí của cuộc trò chuyện là vô cùng tích cực không có dấu hiệu căng thẳng nào giữa ông biden và ông obama Tuy vậy đại diện của tổng thống Biden và ông Obama lại phản ứng tương đối gay gắt về thông tin của tờ New York Post đưa tin. Ông Andrew Bes, phát ngôn viên của tổng thống Biden khẳng định, một người đọc khẩu hình chỉ có tổng thống Biden và ông Obama biết rõ họ đã nói gì, nhưng chắc chắn không phải là những gì New York Post đăng tải. Các nguồn tin thân cận với ông Obama không phủ nhận trực tiếp thông tin trên, nhưng nói rằng mọi phỏng đoán đều không có cơ sở. Hồi đầu tháng 9, đài CBS đã trích dẫn 6 nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiết lộ ông chủ Nhà Trắng cảm thấy chạnh lòng vì những động thái của Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ. Nguồn tin của CBS cho biết, Tổng thống Biden đã nhận ra bà Harris đang cố gắng tách biệt khỏi các chính sách của ông trong các cuộc vận động tranh cử gần đây. Một quan chức thân cận với ông Biden nói, Tổng thống Biden hoàn toàn sững sờ bởi một khoảnh khắc trong cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump. Phó Tổng thống khi đó tuyên bố rằng, bà không giống ông Biden hay ông Trump, mà là người đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới. Một quan chức khác tiết lộ, ông Biden nhận thức rõ Đảng Dân Chủ cần tập trung hoàn toàn cho bà Harris ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ vẫn cảm thấy chạnh lòng khi các thành tiệu về kinh tế và xã hội của ông không còn được nhắc tới. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden vẫn cho rằng ông có thể chiến thắng ông Trump một lần nữa. Ông Biden nói, thực tế là kết quả thăm dò của tôi luôn nằm trong phạm vi đánh bại ông Trump. Dù có đôi chút buồn lòng, nhưng tất cả nguồn tin của CBS đều khẳng định tổng thống Biden muốn bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Theo tờ Politico đưa tin vừa qua, quyết định từ chối gia nhập BRICS của Kazakhstan đã gây bất ngờ trên trường quốc tế, đặc biệt là với Nga. Kazakhstan, nền kinh tế lớn nhất Trung Á và một đối tác chiến lược của Moscow đã chọn không tham gia tổ chức liên chính phủ này. Đáp lại, Nga đã ra lệnh tạm thời cấm nhập khẩu một loạt các sản phẩm từ Kazakhstan, bao gồm cà chua, ớt, dưa tươi, lúa mì, hạt lanh và đậu lăng. Lệnh cấm này được cơ quan giám sát an toàn nông nghiệp Nga Roselkhoznadzor công bố, được lý giải là do Kazakhstan không đảm bảo an toàn kiểm dịch thực phẩm trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, động thái này diễn ra ngay sau khi Kazakhstan tuyên bố không có kế hoạch gia nhập BRICS, dẫn đến nhiều nghi vấn về biện pháp hạn chế thương mại này. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trước hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra tại Kazan từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tới đây, động thái này của Nga được xem như một cách thể hiện không hài lòng với quyết định của Kazakhstan. Mặc dù Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev dự kiến sẽ tham dự hội nghị này với tư cách là khách mời, nhưng quyết định của ông về việc không gia nhập BRICS đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa quan điểm của hai nước. Trước đó phát biểu trong cuộc phỏng vấn, người phát ngôn của Tổng thống Kazakhstan Berik Uli nhấn mạnh nước này sẽ không nộp đơn xin gia nhập BRICS trong hiện tại và có lẽ là trong tương lai gần. Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev, theo ông Uli, vẫn kiên định trong việc ủng hộ Liên Hợp Quốc, coi đây là tổ chức quốc tế toàn cầu không thể thay thế và cần được cải tổ để đáp ứng lợi ích của các cường quốc trong khu vực người phát ngôn của tổng thống nga dmitry peskov đã phản ứng trước lập trường của kazakhstan một cách ngoại giao ông peskov khẳng định rằng kazakhstan vẫn là một đối tác chiến lược và đồng minh của nga và rằng quyết định về việc tham gia brics hay không là quyền tự chủ của nước này ông peskov cũng nhấn mạnh rằng brics không thay thế liên hợp quốc mà chỉ bổ sung không mâu thuẫn với các tổ chức quốc tế hiện có tuy nhiên theo politico việc kazakhstan từ chối gia nhập brics được coi là một động thái không ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang muốn thúc đẩy khối này là đại diện cho đa số toàn cầu trong cuộc đối đầu với phương Tây và các lệnh trừng phạt mà họ áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. BRICS, với sự tham gia của các cường quốc mới nổi như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, đã trở thành một phần trong chiến lược của Nga nhằm đối trọng với sự thống trị của phương Tây. Việc Kazakhstan, quốc gia có vị trí chiến lược và kinh tế quan trọng, từ chối tham gia có thể làm suy yếu kế hoạch này của Nga. Kazakhstan với vị trí địa chính trị quan trọng tại Trung Á, về phần mình đã luôn theo đuổi một chính sách đối ngoại đa phương nhằm duy trì quan hệ hữu nghị và cân bằng với các cường quốc lớn như Nga, Trung Quốc, Mỹ và các nước EU. Tổng thống Tokayev, người ủng hộ mạnh mẽ cho Liên hợp quốc, đã nhiều lần kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an để phản ánh lợi ích của các khu vực Ông cũng nhấn mạnh rằng hiến trương Liên Hợp Quốc phải là nền tảng của luật pháp quốc tế và không quốc gia nào nên vi phạm các nguyên tắc cơ bản này. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Truyền thông địa phương cho hay, thi thể thủ lĩnh Sinoa đang được cất giữ tại một địa điểm bí mật ở Israel sau khi ông bị lực lượng nước này hạ sát hôm 16 tháng 10 ở Nam Gaza. Hai nguồn tin Israel khẳng định với CNN rằng thi thể thủ lĩnh Sinoa có thể được Israel sử dụng, gây khó khăn trong các cuộc đàm phán với Hamas, buộc lực lượng này trả tự do cho những con tin Israel đang bị giam giữ ở Gaza. Israel cho rằng thủ lĩnh Sinoa là chủ mưu vụ tấn công khốc liệt ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel. Hơn 100 con tin bị bắt trong các cuộc tấn công do Hamas thực hiện vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Một nguồn tin Israel cho biết, chính quyền nước này đang suy xét cách gây áp lực nhanh chóng để buộc Hamas trả tự do cho nhóm con tin này. Nguồn tin này khẳng định, trao đổi con tin có thể là cách duy nhất để thi thể thủ lĩnh Sinoa trở về Gaza. Mặc dù vậy, có những ý kiến lo ngại, việc trả lại thi thể ông Sinoa về Gaza trong bất kỳ trường hợp nào cũng có nguy cơ tập hợp những người ủng hộ Hamas. Nếu ông Sinoa được chôn cất ở Gaza, địa điểm này có thể trở thành đền thờ cho những người ủng hộ họ. Vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog đã tổ chức một cuộc họp an ninh về cơ hội quan trọng mà vụ hạ sát ông Sinoa mang lại cho việc trả lại con tin. Trong bài phát biểu trước đó, Thủ tướng Netanyahu cũng kêu gọi các thành viên Hamas hạ vũ khí và thả con tin. Ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả những người trả lại con tin. Ngược lại, nếu ai đó làm hại con tin, Israel sẽ truy lùng và đưa người đó ra trước công lý. Trong khi đó, sau khi ông Sinoa thiệt mạng, phía Hamas tuyên bố sẽ không thả tự do cho các con tin trừ khi Israel chấm dứt chiến dịch ở Gaza, rút quân hoàn toàn và trao trả tù nhân. Trước đó vào đầu tháng 9, ít nhất 500.000 người ở Tel Aviv và Jerusalem đã xuống đường để bày tỏ phản đối sau khi lực lượng phòng vệ Israel phát hiện thi thể của 6 con tin. Cuộc đình công và biểu tình trên đường phố diễn ra sau nhiều tháng biểu tình của các gia đình đại diện một số con tin và nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc ở Israel về cách tiếp cận của Thủ tướng Netanyahu trong việc đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Israel và Hamas hiện vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh và trao trả các con tin bất chấp các nỗ lực hòa giải giữa các bên trung gian. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã rất nỗ lực đưa ra một đề xuất ngừng bắn cuối cùng ở Gaza để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột đang gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại vùng đất của người Palestine này. Cam kết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc tiếp tục hoạt động quân sự ở giải Gaza và Liban đã dập tắt hy vọng rằng sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Zaza Sinwar có thể giúp chấm dứt hơn một năm xung đột ở Trung Đông. Ông Netanyahu nói, cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc, khẳng định kế hoạch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do. Chúng ta có một cơ hội lớn để ngăn chặn họ và gây dựng một tương lai khác. Phát biểu của ông Netanyahu trái ngược với bình luận của các lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington muốn khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn và đảm bảo việc thả con tin. Theo ông Biller, thủ lĩnh Hamas xin khi còn sống đã từ chối đàm phán. Những nỗ lực của Mỹ, đồng minh chính của Israel nhằm làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn với Hamas và Hezbollah đã thất bại vì Israel vẫn tiếp tục cuộc xung đột của mình. Một nhà ngoại giao cấp cao làm việc tại Liban nói với Reuters rằng khả năng cái chết của Sinwar giúp chấm dứt xung đột dường như khó có thể xảy ra nhóm chiến binh Palestine Hamas ngày 18 tháng 10 xác nhận thủ lĩnh Zaza Sinqua đã thiệt mạng ở giải Gaza. Thông báo được đưa ra bởi Khalil Hayza, một quan chức cấp cao của Hamas trong bài phát biểu trên truyền hình. Theo ông Hayza, thủ lĩnh Sinqua đã hy sinh mạng sống của mình vì sự nghiệp giải phóng của Hamas. Ông mô tả Sinqua là một người kiên định, dũng cảm và gan dạ. Ông Hayza nói, ông ấy đã kết thúc cuộc đời của mình trong tư thế ngẩng cao đầu, cầm súng nã đạn đến hơi thở cuối cùng, cho đến giây cuối cùng. Trong khi đó, nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ gia tăng các hoạt động chống lại Israel. Iran, đồng minh của Hezbollah, Hamas cho biết tinh thần kháng chiến sẽ được củng cố sau cái chết của ông Sinwar. Theo các nhà phân tích, cái chết của ông Sinwar dáng một đòn đau đớn vào Hamas. Hamas vừa là lực lượng chính trị, vừa là lực lượng quân sự. Phong trào này vẫn tồn tại sau nhiều vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh của họ suốt hàng chục năm qua. Ông Fawar Gerges, giáo sư quan hệ quốc tế tại trường kinh tế London cho hay, Ông Sinwar được nhiều người Palestine cùng hàng triệu người Ả Rập và người Hồi giáo coi là một nhân vật biểu tượng dám đứng lên thách thức Israel. Israel đã biến chiến dịch ám sát các nhà lãnh đạo của Hamas thành mục tiêu của cuộc chiến ở Gaza và coi ông Sinwar là một trong những mục tiêu lớn nhất của mình. Từ lâu bị Israel và Mỹ coi là người lập kế hoạch cho chiến lược quân sự của Hamas tại Gaza, ông Gaza Sinwar cũng đảm nhận vai trò là người đứng đầu chính trị của tổ chức này sau vụ ám sát thủ lĩnh Ismail Haniyeh. Trong nhiều tháng, ông Zaza Sinqua đã trốn tránh những nỗ lực của Israel nhằm truy sát ông, dẫn đến cái chết của nhiều thủ lĩnh cấp cao khác trong Hamas, bao gồm cả ông Hanizé. Cơ cấu lãnh đạo của Hamas vẫn còn nhiều bí ẩn, và giờ đây là những gì được biết về một số nhân vật nổi bật nhất, những người vẫn được cho là còn sống hoặc có số phận không rõ ràng. Ông Khaled Mesan, cựu lãnh đạo chính trị của Hamas, sinh ra gần thành phố Ramallah ở bờ Tây. Ông Mesan trở thành lãnh đạo văn phòng chính trị của Hamas vào năm 1996 chỉ đạo nhóm này từ nơi lưu vong. Hai năm sau, ông bị các điệp viên Israel tiêm một loại thuốc độc tác dụng chậm ở Jordani, khiến ông hôn mê trước khi được cứu bằng thuốc giải độc do chính Israel cung cấp như một phần của thỏa thuận ngoại giao với Jordani. Suốt cuộc đời mình, ông Mesan đã di chuyển từ quốc gia Ả Rập này sang quốc gia Ả Rập khác, sống ở Kuwait, Jordani, Qatar và Syria. Khi Mesan từ chức người đứng đầu văn phòng chính trị, ông được kế nhiệm vào năm 2017 bởi ông Hadizeh. Ông Khaled Mesan vẫn là một quan chức có ảnh hưởng trong nhóm. Ông Khalil Anhaiza, phó lãnh đạo Hamas tại Gaza, hiện đang sống lưu vong tại Qatar, đã là một quan chức Hamas trong nhiều thập kỷ và là phó của Zaza Sinqua. Ông Hayza sống sót sau một nỗ lực ám sát của Israel vào năm 2007, khi cuộc không kích vào nhà ông ở Gaza đã khiến các thành viên trong gia đình ông thiệt mạng khi ông không có ở đó. Thành viên Bộ Chính trị Hamas, ông Moussa Abu Mazou là một trong những người sáng lập Hamas. Ông Abu Ma'zou bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nơi ông đã giúp thành lập một chi nhánh của nhóm anh em Hồi giáo Palestine, mà từ đó Hamas được thành lập. Sau đó, ông Ma'zou đến Mỹ, nơi ông đã giúp thành lập các tổ chức Hồi giáo, bao gồm cả những tổ chức tập trung vào sự nghiệp của người Palestine. Năm 1996, khi đứng đầu bộ chính trị của Hamas, ông đã phải đối mặt với cáo buộc của Israel về việc tài trợ và giúp tổ chức các cuộc tấn công khủng bố sau 22 tháng bị giam giữ tại nhà tù ở Manhattan vì nghi ngờ hoạt động khủng bố, ông đã đồng ý từ bỏ tư cách thường trú nhân tại Mỹ và cam kết sẽ không phản đối các cáo buộc khủng bố dẫn đến việc ông bị giam giữ. Sau đó, Mỹ đã trục xuất ông về Jordani. Ông Muhammad Deib, chỉ huy quân sự Hamas, là một trong những người bị tình nghi là người lập kế hoạch cho các cuộc tấn công thảm sát ở miền nam Israel ngày 7 tháng 10, đã gia nhập Hamas khi còn trẻ. Năm 2002, ông trở thành thủ lĩnh cánh quân sự Hamas lữ đoàn qua Sam, ký nhiệm người sáng lập đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Kể từ đó, Muhammad Deif đã chỉ đạo nhiều cuộc tấn công vào Israel, bao gồm một loạt các vụ đánh bom cảm tử vào năm 1996. Vào tháng 7 năm nay, lực lượng Israel đã ném bom hạng nặng xuống một khu vực ven biển đông đúc của Gaza nhằm ám sát ông Deif. Hàng chục người dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Quân đội Israel sau đó cho biết họ đã sát hại ông Deif trong một cuộc không kích. Hamas không xác nhận cũng không phủ nhận cái chết của ông. Theo tình báo Israel, ông Mohammad Deib đã đứng đầu danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt cao nhất của nước này trong nhiều thập kỷ và trước đó đã thoát khỏi ít nhất 8 lần ám sát. Năm 2014, một cuộc không kích của Israel đã giết chết một trong những người vợ và được con trai sơ sinh của ông. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Đức, Anh và Pháp đã nhấn mạnh sự khẩn thiết phải chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm ở giải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas. Trong tuyên bố chung, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, bốn nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự khẩn thiết phải đưa các con tin trở về với gia đình, chấm dứt chiến tranh ở giải Gaza và đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được với dân thường. Tại cuộc họp ở Berlin, lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp và Anh cũng đã thảo luận về các sự kiện ở Trung Đông đặc biệt là những hệ lụy từ cái chết của ông Yahya Sinwa, thủ lĩnh Hamas vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel ở Gaza. Bên cạnh đó, bốn nhà lãnh đạo còn trao đổi ý kiến về tình hình xung đột ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với phong trào Hezbollah, đồng thời tái khẳng định lập trường chỉ trích vụ tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Pháp đã trở thành một trong những nước phương Tây đầu tiên lên tiếng mạnh mẽ về các hành động bạo lực của Israel ở Trung Đông. Theo đó, hãng tin AFP cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và đưa ra mong muốn tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Sau phát biểu của ông Macron ít lâu, trong bài viết đăng trên báo Sunday Times, đến lượt Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tại giải Gaza nhằm tìm kiếm một tiếng nói chung về thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau đó cũng bày tỏ quan điểm tương đồng với Thủ tướng Anh khi một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng chủ nghĩa bài do Thái trong xã hội. Trong một thông điệp video, ông Olaf Scholz khẳng định chính phủ Đức tiếp tục kiên trì ủng hộ lệnh ngừng bắn để dân thường ở giải Gaza có thể được bảo vệ tốt hơn và được chăm sóc tốt hơn cũng như để các con tin Israel được trả tự do. Cũng vào đầu tháng 10, nhiều cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người đã diễn ra ở các thành phố lớn tại châu Âu trong thời điểm đánh dấu một năm xung đột tại giải Gaza. Hầu hết các đoàn biểu tình đều thể hiện sự ủng hộ người Palestine, đồng thời phản đối các chiến dịch quân sự của Israel tại Trung Đông. Làn sóng biểu tình không chỉ tập trung ở châu Âu mà còn lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có châu Á, Nam Phi và Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lên tiếng ủng hộ khôi phục định dạng Bộ Tứ Trung Đông, gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc và Nga để giải quyết xung đột Palestine-Israel và cho rằng có thể mở rộng mô hình này. Tại cuộc gặp báo giới từ các nước BRICS, Tổng thống Nga Putin đổ lỗi cho Mỹ, khiến Bộ Tứ Trung Đông không còn hoạt động. Theo ông, cần phải mở rộng định dạng này để nói về cách thức có thể khôi phục các vùng lãnh thổ Palestine, cách thức đưa người dân quay trở về. Nhà lãnh đạo Nga tin chắc Israel hiểu rằng người Palestine sẽ không rời khỏi vùng đất của họ. Bên cạnh đó, Nga vẫn đang duy trì liên lạc với cả hai bên, Israel và Palestine. Tổng thống Nga Putin nhắc lại quan điểm truyền thống kể từ thời Liên Xô, đó là biện pháp chính để giải quyết vấn đề Palestine là thành lập nhà nước Palestine hoàn chỉnh. Hồi tháng 1 năm 2023, Nga cũng đã nhắc đến Bộ Tứ Trung Đông. Khi đó, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga về Trung Đông, Vladimir Safronkov, từng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Bộ Tứ Trung Đông, bất chấp việc Mỹ quyết định chấm dứt tham gia định dạng này. Sáng kiến của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang có dấu hiệu dâng cao hơn sau khi Mỹ vừa thông báo điều động hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao THAAD đến Israel cùng với khoảng 100 binh sĩ để vận hành hệ thống này Động thái mới của Washington nhằm sẵn sàng hỗ trợ Tel Aviv nếu Iran một lần nữa tấn công Israel như vừa qua. Trong khi đó, khả năng Israel tấn công đáp trả Iran hồi đầu tháng 10 gây ra nhiều quan ngại cho Tehran. CNN dẫn nguồn tin từ Tehran cho hay, nước này đã gửi thông điệp đến Washington rằng sẽ tấn công trở lại nếu Israel tập kích Iran. Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy phòng không không quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất cứ bước đi sai lầm nào của Israel." Trước đó, tờ Times ở Israel dẫn lời một quan chức ngoại giao Iran cảnh báo các nước vùng vịnh không được cho Tel Aviv mượn không phận để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran. Vị quan chức này còn nhấn mạnh nếu cho Israel mượn không phận, các nước sẽ phải hứng chịu một hậu quả mang tính dây chuyền. Tuyên bố này được đưa ra khi Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Arachi đến Ả Rập Xê Út và một số nước trong khu vực nhằm đàm phán về vấn đề vừa nêu. Qatar, Kuwait, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có các cơ sở quân sự hoặc sự hiện diện của quân đội Mỹ. Cuộc tấn công quân sự của Israel vào các khu vực có đông người hồi giáo Shiite ở miền Nam Liban đã buộc hơn một triệu người phải di rời đến các khu vực có người hồi giáo Sunni và Cơ đốc giáo sinh sống, làm gia tăng căng thẳng tôn giáo và đe dọa sự ổn định của Liban. Majyoun, một thị trấn có đa số cư dân theo đạo Cơ đốc, đã mở cửa các trường học và nhà thờ để đón nhận những người chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của Israel thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua ranh giới tôn giáo. Tuy nhiên không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với sự có mặt của những người di tản. Một số người dân lo ngại rằng trong số những người tị nạn có thể có thành viên của Hezbollah, lực lượng đối đầu với Israel khiến họ lo lắng về nguy cơ bạo lực lan rộng. Sự lo ngại này không phải là không có cơ sở, đặc biệt sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến hai người thiệt mạng gần Majayon vào đầu tháng 10 sự kiện này đã làm tan biến phần nào tinh thần hiếu khách ban đầu của người dân một số người di tản đã bị yêu cầu rời khỏi thị trấn khi căng thẳng leo thang ông philip okla linh mục của nhà thờ chính thống giáo majeon chia sẻ rằng nhiều cư dân sợ rằng sự hiện diện của người tị nạn sẽ thu hút thêm các cuộc tấn công từ israel những mối lo ngại này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Li Bằng, một quốc gia có lịch sử xung đột tôn giáo kéo dài, mà đỉnh điểm là cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990. Tình hình hiện tại không chỉ làm tăng căng thẳng tôn giáo, mà còn đặt ra nhiều thách thức cho Hezbollah, một lực lượng vẫn duy trì vũ khí từ sau cuộc nội chiến. Hezbollah từng tự hào về khả năng cung cấp nhu yếu phẩm cho cộng đồng người Shiite, nhưng cuộc khủng hoảng di cư lớn này đã khiến nhóm phải đối mặt với những áp lực mới. Một số người di tản cho biết, cuộc sống trong các khu tạm trú như trường học ở Beirut rất khó khăn và họ cần thêm sự hỗ trợ từ Hezbollah và chính phủ. Tuy nhiên, Hezbollah vẫn tiếp tục nhấn mạnh sự kiên cường của người dân và khẳng định rằng thảm họa này đang kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Ở Beirut, nơi đón nhận nhiều người di tản, các trường học được chuyển thành nơi tạm trú đang trở thành điểm nóng của căng thẳng. Các thành viên thuộc đảng liên minh với Hezbollah kiểm soát việc ra vào của những người tị nạn làm gia tăng sự nghi ngờ từ phía người dân địa phương. Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng ở các khu vực như Bochay, nơi cư dân đã ngăn chặn một xe tải vì lo ngại nó có thể chứa vũ khí của Hezbollah. Áp lực ngày càng lớn đối với cơ sở hạ tầng vốn đã suy yếu của Beirut khi lượng người tị nạn làm gia tăng tình trạng tắc nghẽn giao thông và thiếu thốn các dịch vụ cơ bản. Các nhà lãnh đạo Liban bao gồm Thủ tướng lâm thời Najib Mikati đã kêu gọi giữ vững hòa bình dân sự. Dù vậy, căng thẳng tôn giáo ngày càng rõ rệt nhất là khi quân đội israel tiếp tục kêu gọi sơ tán tại các khu vực họ cho là thành trì của hezbollah quân đội israel đã cảnh báo người dân tại các khu vực beka và tire rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhắm vào những địa điểm này trong thời gian tới điều này càng làm gia tăng sự bất ổn buộc thêm nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn an toàn sự di rời hàng loạt không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng tôn giáo mà còn khiến tình hình nhân đạo tại liban trở nên khó khăn hơn nhiều người lo ngại rằng sự tiếp đón người tị nạn có thể khiến họ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Linh mục Philip Ogla cho biết, giờ đây nỗi sợ hãi đang lan rộng và không ai biết tương lai sẽ ra sao. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cảnh báo rằng Liban là một quốc gia mong manh, bất kỳ cú sốc nào cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Tình hình hiện tại tại Liban là một bức tranh phức tạp giữa xung đột quân sự, khủng hoảng nhân đạo và căng thẳng tôn giáo. Trong đó mọi giải pháp đều đối mặt với nhiều thách thức. Cuộc khủng hoảng này không chỉ ảnh hưởng đến Ly băng mà còn tác động đến toàn khu vực. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom mới đây cho biết, lực lượng an ninh Iraq ISF đã tiến hành các cuộc không kích chính xác ở đông bắc nước này, tiêu diệt bốn phần tử thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo IS, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao. Tuyên bố của Sencom nhấn mạnh các cuộc không kích do Iraq tiến hành nhằm phá vỡ và làm suy yếu các mạng lưới tấn công của IS tại Iraq và được thực hiện nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo từ các lực lượng liên minh. Thủ lĩnh IS thiệt mạng là ông Sahadha Alawi Sali Ulewi Albazari, thủ lĩnh cấp cao nhất của IS ở miền Bắc Iraq. Bộ Tư lệnh tác chiến Liên Hợp của Iraq trước đó đã thông báo các máy bay chiến đấu F-16 đã thực hiện các cuộc không kích tại tỉnh Kirkuk, sát hại bốn tay súng, trong đó có một thủ lĩnh quan trọng. Hồi đầu tháng, Lực lượng bán quân sự Hashabi ở Iraq tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của IS trong chiến dịch truy quét tại tỉnh Ba'bin, phía nam thủ đô Baghdad. Tuyên bố nêu rõ dựa trên thông tin tình báo, lực lượng Hashabi đã tiến hành chiến dịch ở khu vực Jus Anas, tiêu diệt một đối tượng được cho là chỉ huy quân sự của IS ở các tỉnh miền nam Iraq. Một cảnh sát giấu tên ở tỉnh Ba'bin cho biết, nhân vật này từng chủ mưu hàng chục vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Iraq. Vào hồi tháng 3, quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong một chiến dịch gần khu vực biên giới giữa Iraq và Syria. Theo Security Media Cell, một cơ quan truyền thông có quan hệ với Bộ Chỉ huy tác chiến chung của Iraq, chiến dịch trên được triển khai dựa trên nhiều báo cáo tình báo. Các lực lượng an ninh Iraq đã thực hiện chiến dịch tại vùng sa mạc ở phía tây nước này, tiêu diệt một phần tử IS là Samir Khed Siahan al chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay chiến đấu, vũ khí thiết bị và chất nổ giữa Iraq và Syria theo một nguồn tin an ninh giấu tên phần tử trên là một trong những thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức IS và bị truy nã vì liên quan đến nhiều vụ khủng bố tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi IS bị đánh bại vào cuối năm 2017 tuy nhiên tàn dư của IS đã trà trộn vào các khu vực đô thị hoặc giạt đến các vùng sa mạc, đồi núi hiểm trở ở nước này để lẩn trốn và tiếp tục hoạt động chúng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu được chọn để trả đũa. Trong khi đó, CNN đưa tin Mỹ dự kiến Israel thực hiện tấn công trả đũa trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Theo truyền thông, kế hoạch tấn công của Israel đã sẵn sàng và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đảm bảo với Washington rằng hoạt động này chỉ giới hạn trong mục tiêu quân sự, tránh cơ sở dầu mò và hạt nhân chiến thuật. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan tuyên bố Israel sẽ đưa ra cho Iran phản ứng chính xác. Cùng thời điểm, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran AEOI Perel Kamalvandi tuyên bố Israel khó có thể tấn công cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước này vào Israel đầu tháng 10. Đầu tháng này, quân đội Israel phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này, còn báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm mùng 1 tháng 10 trúng mục tiêu tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah theo tham ở Israel dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel nhưng chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho Nhà Trắng cho biết thêm cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã bị ngăn chặn và không hiệu quả đồng thời cảnh báo Tehran có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận họ tập kích vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Hanize và chuẩn tướng IRGC Abbas Niforosan. Chuẩn tướng Niforosan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut, Liban trong trận không kích hồi tháng 9 của Israel. Lãnh đạo Hamas Hanize bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran cuối tháng 7. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nói trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa qua rằng Iran đang nỗ lực hết sức để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực, nhưng hoàn toàn sẵn sàng đáp trả quyết liệt với mọi động thái phiêu lưu của Israel. Ông Arachi cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng tất cả nguồn lực để ngăn chặn những hành động và sự hung hăng của Israel, đồng thời gửi viện trợ tới Liban và giải Gaza. Ngoại trưởng Iran tuần qua đã thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng khu vực. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Kênh Military Summary đưa tin quân đội Nga RFAF đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ ở Kursk. Cuộc giao tranh đang diễn ra chủ yếu dọc theo các khu rừng ở phía Bắc. Quân đội Nga hiện đang chiến đấu trên các tuyến tiếp cận Noviput, trong khi đối phương đã tổ chức một tuyến phòng thủ mới ở phía nam đường dây xe lửa. Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow đã xâm nhập phía đông Lyubimovka. Điều này được xác nhận bằng cảnh quay từ trung tâm kiểm soát mục tiêu. Các đội hình của lực lượng Ukraine đã tấn công Zeleny Sliak không thành công. Trong khi đó, con đường giữa Zeleny Sliak, Lyubimovka bị giải mìn, làm phức tạp thêm sự tương tác giữa các đơn vị Nga. Nhóm thiết giáp của RFAF đã mất ít nhất một xe bọc thép tại đây. Tại quận Suza, tình hình tuyến Kolmakov, Akronom không thay đổi về phía Nam, lực lượng Kiev đã phát động một cuộc tấn công ở Plekhovo để đánh bật RFAF khỏi các vị trí đã chiếm trước đó gần sông Persen. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Ở Sumy, máy bay Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng hậu phương của Ukraine ở Junakovka, Miropolie, Alexandria. UAV Geran 2 đã tấn công các mục tiêu ở Arctica. Kênh Zlaty 71 cho biết, Tình thế hiện tại cho thấy rằng lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Bắc và phía Nam bị chia thành hai phần. Trước việc khu vực phía Bắc có nguy cơ bị bao vây, buộc lực lượng Kiev ở phía Nam phải nhanh chóng đưa ra các biện pháp giải cứu những đơn vị bị mắc kẹt hoặc ngăn chặn quân đội Nga ở phía Đông Cherkasy, Torychny, Martinovka, các ngôi làng Viktorovka, Stara, Sorochina và Lizaki, Đông Nam Leonidov đã được Nga kiểm soát, gián tiếp xác nhận việc khép lại vòng vây từ phía Nam có vẻ như lực lượng Kiev đã bỏ lỡ cơ hội rút lui tương đối an toàn, không còn đường rút lui nào khả thi cho lực lượng Kiev rời khỏi Kursk. Những cơn mưa theo mùa đã biến mặt đất thành bùn, điều này mang lại cho Nga lợi thế do sử dụng nhiều xe xích hơn Ukraine. Cách đây ít hôm, chỉ huy lực lượng Akhmat, ông Ati Alaudinov nhận định, mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk thuộc nước Nga có thể sụp đổ trong vòng một tháng. Trong chương trình phát sóng trực tiếp của Soloviev Live TV, Ông Alaudinov chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề ở tỉnh Kursk. Theo vị chỉ huy này, việc Nga giành lại nhiều khu định cư ở Kursk khiến mọi người tin rằng lực lượng Ukraine sẽ buộc phải tháo chạy nếu không họ sẽ bị bao vây. Ông Alaudinov nói, nếu chúng ta quan sát các sự kiện trên toàn bộ mặt trận ở khoảng 10 khu vực nơi lực lượng Nga đang tiến quân, chúng ta có thể thấy rằng triển vọng của các đơn vị là rất lớn. Tôi nghĩ rằng trong vòng một tháng, chúng ta sẽ thấy mặt trận của đối phương sụp đổ. Quân đội Nga chỉ còn cách Pokrovsk khoảng 12 km, áp đảo các tuyến phòng thủ căng thẳng của Ukraine với lực lượng và trang thiết bị vượt trội. Hàng nghìn cư dân đã sơ tán. Các tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng nối từ Pokrovsk đến các thành phố khác có nguy cơ bị cắt cá đứt. Cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km về phía tây có một mỏ khai thác một loại than đặc biệt dùng để sản xuất than cốc, một nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thép. Trong khi đó, thép chỉ đứng sau nông nghiệp về mặt đem lại ngoại tệ cho Ukraine. Theo dữ liệu thương mại, xuất khẩu kim loại của Ukraine có giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Số tiền cần thiết để duy trì hoạt động của Ukraine sau 2 năm rưỡi kể từ khi Nga đưa quân sang. Ông Oleksandr Kalenkov, người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất thép của Ukraine cho biết, việc mất mỏ Pokrovsk, nguồn than cốc duy nhất trong nước, có thể khiến sản lượng thép sụt giảm. Ông cho biết, chúng tôi có thể sản xuất tới 7,5 triệu tấn thép vào cuối năm nay và trong năm tới, chúng tôi đã chứng kiến sản lượng tăng lên hơn 10 triệu tấn. Nhưng nếu mất Pokrovsk, thì chúng tôi sẽ giảm xuống còn từ 2 đến 3 triệu tấn. Trong khi đó, ông Anatoly Starovoy, người đứng đầu Hiệp hội Than cốc Ukrok của Ukraine cho hay, nước này sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn than cốc trong năm ngoái, chỉ sử dụng nguyên liệu từ mỏ ở Pokrovsk. Ông Starovoy nói, Chúng tôi không biết lấy than ở đâu nếu mất Pokrovsk. Rất khó để nhập khẩu than. Hiện không dễ để nhập khẩu than bằng đường biển. Ukraine có một số cảng nước sâu trên Biển Đen, nhưng các nhà sản xuất thép sẽ khó có thể nhập khẩu khối lượng lớn vì rủi ro quân sự và vì các cảng được xây dựng để xuất khẩu chứ không phải để nhập khẩu. Ông Kalenkov cho biết việc nhập khẩu than cũng sẽ đẩy chi phí sản xuất thép lên cao. Một số nhà sản xuất đã tích trữ than như một biện pháp phòng ngừa khả năng gián đoạn nguồn cung. Atelomitan Kriviri, nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi đã bù đắp sự thâm hụt trên thị trường than trong nước bằng nguyên liệu thô nhập khẩu, nhưng chúng tôi vẫn duy trì dự trữ. Một nguồn tin trong ngành thép tiết lộ, các nhà sản xuất hy vọng có thể tìm được nguồn than cốc thay thế từ những nơi khác ở Ukraine nếu mất quyền kiểm soát các mỏ ở Pokrovsk, nhưng chắc chắn sẽ cần phải nhập khẩu và làm tăng chi phí sản xuất, khiến thép kém cạnh tranh hơn trên thị trường. Công ty Steelfront của Ukraine gần đây công bố những bức ảnh cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 được lắp bộ giáp mới gồm các tấm lưới sắt nhỏ, hàn và tháp pháo cạnh dưới gắn những đoạn xích nhỏ. Trên nóc tháp phá có màn chụp có thể gấp gọn, tương tự loại được lắp trên xe tăng chủ lực Challenger 2. Steelpan cho biết xe tăng Leopard của Ukraine đang đạt mức độ bảo vệ mới nhờ lưới thép do chúng tôi phát triển. Màn chắn được thiết kế để bảo vệ thiết bị quân sự và tính mạng của binh sĩ trước các cuộc tập kích của phương tiện bay không người lái drone vốn đang là mối đe dọa lớn trên chiến trường. Chi phí cho mỗi bộ giáp này là 20.000 đô la Mỹ, bằng khoảng 0,3% so với một chiếc Leopard 2 có giá 6 triệu đô la Mỹ. Công ty Ukraine cho biết sẽ cung cấp miễn phí loại giáp trên cho quân đội, song không rõ họ lấy kinh phí ở đâu để sản xuất. Theo công ty, hệ thống do họ phát triển không làm giảm khả năng cơ động hoặc tác chiến hiệu quả của xe tăng Leopard 2. Steve Franz cho biết những tấm lưới bảo vệ sẽ không làm giảm khả năng cơ động hay hiệu quả chiến đấu của Leopard và được cho là có thể tăng khả năng sống sót của xe tăng lên từ 30% đến 40%. Ngay cả khi xe tăng bị đánh trúng, lớp giáp giúp bảo vệ mạng sống cho kíp lái, sau đó có thể đưa xe tăng về sửa chữa. Cả Ukraina và Nga trong thời gian qua đều sử dụng chiến thuật mặc giáp cho một số loại xe tăng bằng cách bổ sung lồng thép kiên cố. Phương pháp này từng được áp dụng trên xe tăng M1 Abrams của Mỹ và xe chiến đấu Bradley, cũng như loại xe tăng T-64 và T-72 thời Liên Xô. Việc sử dụng ngày càng nhiều các tấm chắn như trên tại Ukraina nêu bật mối đe dọa đối với các xe tăng ở chiến trường Ukraina, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của UAV. Mặc dù Leopard 2 được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới và được thiết kế để đối đầu với xe tăng Nga. Nhiều chiếc hiện tại ở Ukraine đã không còn hoạt động do cả các cuộc tấn công từ Nga và vấn đề hậu cần. Hiện nay, do mối đe dọa từ máy bay không người lái FPV, các xe tăng Leopard 2 ít khi được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu thường xuyên. Mặc dù đã có đóng góp lớn trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, những tổn thất mà Leopard phải gánh chịu là không nhỏ. Điều này khiến các lực lượng Ukraine phải dựa nhiều hơn vào pháo binh. Chi phí của các xe tăng này cũng là một vấn đề lớn. Mỗi chiếc Leopard 2A6 có giá khoảng 8,42 triệu đô la Mỹ, trong khi khoản tiền thưởng 3.000 euro mà Nga đưa ra cho việc phá hủy chúng là không đáng kể, nhưng đã thúc đẩy binh sĩ Nga nhắm mục tiêu vào những phương tiện đắt đỏ này. Việc phá hủy một chiếc Leopard không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn có tác động kinh tế lớn đối với Ukraine và các đồng minh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!